Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1070 Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022 Princess Lifestyle 1 800 990 Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia vào khuya hôm thứ Bảy ở tại thành phố Duluth của tiểu bang Minnesota trong cái khu vực St. Paul rất là lớn có khá nhiều người Việt Nam cư ngụ ở tại Minnesota. Một tai nạn máy bay và cái điểm họ nói rằng nó vừa có cái phép màu đối với một cặp vợ chồng. Họ đang ngủ, cái chuyện đó nó xảy ra gần gần như bước sang 12 giờ sáng Chủ nhật vậy đó. Thì đây là cái xác của chiếc máy bay. trên máy bay có ba người, cả ba tử vong máy bay nó rớt nó không còn gì nữa hết nhưng mà người ta nói hai vợ chồng đang ngủ thì nghe một cái âm mà ghê ha thưa quý vị khi máy bay rớt đó là xăng máy bay đủ thứ chuyện ha nó dẫn đến chuyện cháy hai vợ chồng may mắn ở trong phòng ngủ và cái máy bay nó rớt ở gần đó thế là họ nhảy ra kịp họ sợ quá là họ bị chấn thương về vấn đề tâm tinh thần thôi nhưng mà không có bị ảnh hưởng cũng được bác sĩ đưa vào chăm sóc Hôm nay kể lại thì gia đình mới biết được trong số này có một cô giáo đang dạy tiểu học ở Minnesota. Và đây là toàn cảnh. Thường là quý vị thấy đã xảy ra những cái chuyện mà máy bay rớt. Máy bay tìm cách đáp trên xa lộ rất nhiều. Bởi vì người phi công vẫn cố gắng điều khiển làm sao máy bay không rơi vào nhà dân. Và cái điểm đáng ngạc nhiên là ngay cả trong một cái khu vực gọi là chung quanh là hầu như không có nhiều nhà nữa. Vậy mà máy bay rơi mà người ta nghĩ đó vào thời điểm trước đó thì đài radar đài không lưu đó họ không nhìn thấy cái tín hiệu của chiếc máy bay này nữa thì người phi công có thể tìm cách đáp xuống cái con đường kế bên đó nhưng mà không kịp nữa thưa quý vị cho nên rơi xuống căn nhà này. Một người cả ba người đều là người lớn cả và cũng vào hôm cuối tuần ở tại San Bernardino một chiếc trực thăng cũng rơi xuống nhà dân một cái điều mộng màu, màu nhiệm ở đây đó có thể là người học sinh thực tập đi với người phi công không biết ai lái ai cầm tay lái trực thăng rơi xuống hai người bước ra khỏi chiếc trực thăng an toàn trực thăng rơi xuống mà không nổ rồi những người trong nhà lúc đó đó cũng chạy tán loạn ra khỏi nhà không ai bị gì hết chỉ có Mãi, cái nhà bị thiệt hại và chiếc trực thăng tan nát thế thôi. Đấy, đó là cái chuyện hôm cuối tuần xảy ra Các tai nạn về không lưu. Cũng hôm thứ bảy thì một chuyện cũng khá là hy hữu xảy ra ở cái khu vực ở miền Bắc, San Mateo. À. Khi mà cảnh sát nhận được cái alarm báo động của một cái nhà cho biết rằng là nhà đó có giống như là có người đột nhập vào á ừ. thì chuông báo động nó nó vang lên thì cảnh sát tức tốc có mặt liền nhưng mà khi cảnh sát có mặt ở đó đó thì thấy ở trong nhà có người thì cảnh sát đứng ở ngoài hỏi vô rằng là giống như là cảnh sát rồi có có người chủ nhà thì ở người trong nhà nói là ô chúng tôi là chủ nhà chúng tôi đang ở trong nhà không sao hết thế là cảnh sát đi thì khi cảnh sát đi đó thì chủ nhà mới lại gọi cảnh sát nói rằng là Cảnh sát có đến nhà chưa? À Lam nhà chúng tôi báo động Thì cảnh sát nói chúng tôi vừa mới tới đó Xong rồi nói là chủ nhà trong nhà Chủ là nói không có, chúng tôi không có ở trong nhà Chúng tôi đang ở ngoài Thì thì ra đó Lúc mà cảnh sát đến nơi là cái bọn trộm Nó đang ở trong nhà đó Để nó ăn trộm nhưng mà khi cảnh sát đến gõ cửa thì nó nói là, là chủ nhà thì cảnh sát nghĩ đó là chủ nhà thì cảnh sát đi khi cảnh sát đi chủ nhà lại gọi cho cảnh sát thì mới xác nhận là chủ nhà không có trong nhà cảnh sát quay lại thì đám kim biến mất rồi thì nó lạ lùng thì oh, bây giờ man. đó bây giờ bên phía chủ nhà thì người ta cũng đang cầm len rồi bây giờ bên cảnh sát cũng đang điều tra có ủa thật sự cái chuyện này bây giờ nó là làm sao nó làm sao rồi trong trường hợp như vậy khi mà uh, cái cái chuông báo động ở nhà nó vang lên như vậy cảnh sát đến mà cái đám kia nó đang ở Tôi trong này này lỗi là cảnh sát <laughs> không vô lý thì nó làm sao vậy? mà tin cái người trong nhà được cảnh sát đến ở ngoài hỏi vô nên là cảnh sát đến thấy ở bên trong có cảnh sát hỏi cảnh ở trong đó là chúng tôi là chủ nhà chúng tôi đặt cả nhà ok mọi chuyện ok thì cảnh sát đi thì cảnh sát đi thì chủ nhà lại gọi cho cảnh sát hỏi chuyện gì cảnh sát nói thì đến nhà đó thấy như vậy thì chủ nhà confirm là không chúng tôi không có đang ở trong nhà chúng tôi đang ở ngoài kỳ đó nhà tôi bị gọi thằng bé nó gọi 911 xong nó gọi nó cúp không ai biết hết nó bấm nó chơi à, cảnh sát gọi lại Xong rồi bà xã tôi nói là à, thằng bé nó chơi Nó không chịu nha Một lát nữa xe cảnh sát đậu ngoài á dạ. Nó vô trong nhà Nó hỏi có thực sự là có chuyện gì xảy ra không Tại sao bấm chip một một rồi cúp Họ vô trong họ bảo đảm mọi chuyện an toàn hết rồi họ mới đi cho nên trường hợp này tới có <laughs> cửa hỏi mà ô ấm ấm mẹ rổ này khái rồi cảnh sát tin cái người đó cho thấy đi. cái chuyện này dạ, đi vừa đi ra xong là chủ thể rồi chủ nhà gọi Cảnh sát dòng lại thì bọn cướp đi rồi, yeah. ăn trộm đi rồi nhưng mà nhà thì bị mất trộm. Cho nên là bây giờ Cũng người ta... gọi chiếm một một thế mất mất là yeah, trong trong ở, yeah. ở trong cái trường hợp mà nếu như mà uh, nhiều nhà để alarm đúng không thì cái mấy mình đi... Trộm mở... qua, mấy thằng trộm này ranh quá ha, mấy thằng trộm này hay làm quá sao thì bây giờ cái cái chuyện này cũng khá là hi hữu đó, đó giờ mình hay chưa? Thiệt. À, nó, nó <laughs> lẻ ghê ha lẹ, nó, lẹ. Nó, nó là chủ nhà nó không sợ sợ chứ những thằng trộm khác nó chạy nó chạy tán loạn nó trốn rồi phải không khắp tỉnh bơ rất là bình thường dậm vẫn bình tĩnh hả trả lời à, thưa quý vị một cái tai nạn à, xảy ra vào ngày hôm qua và à, trong này có một cái điểm đáng đặc biệt đó là lại iPhone 14 hôm nay họ mới nói đó iPhone 14 mới nhất có một công nghệ đó có thể báo cho cảnh sát biết là chiếc xe vừa xảy ra tai nạn. Trong iPhone có công nghệ này bởi vì sáng ngày hôm nay tin tức mới ghi nhận được khi cái tai nạn này xảy ra ở tại thành phố Lincoln, Nebraska có tất cả 6 thanh niên trong chiếc xe này. Chiếc xe Honda Accord xảy ra vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ở tại Lincoln, Nebraska. Và như quý vị nhìn thấy cái hình ảnh nó hơi mờ cái mục tiêu của à, bởi vì họ không muốn cho khán giả thấy cái cảnh nó quá ghê rợn. Chỉ có một chiếc xe ủi vào cây thôi. Không có một chiếc xe nào khác hết. Thì bây giờ cuộc điều tra của cảnh sát Nebraska không có nhân chứng, không ai biết gì hết cho đến khi có người lái xe tình cờ họ chạy ngang Họ mới thấy xảy ra cái tai nạn này Lúc đó họ mới báo 911 Thì khi mà cảnh sát tới nơi họ xem lại đó Thì họ mới thấy ô trước đó có một tín hội yêu Của chiếc iPhone báo Là có tai nạn xảy ra Thì cái công nghệ này không biết giải thích như thế nào Chắc phải hỏi Nguyễn Trường giải thích thêm về công nghệ để anh dành hơn Nhưng mà họ nói À, chiếc iPhone khi mình mình cài cái app á, thì nó sẽ theo dõi cái tốc độ chiếc xe nếu mà chiếc xe bị cái gì đó không biết bị chấn động hay là như thế nào đó hoặc là cái à, cái, cái điện thoại nó va vào một cách mà quá nhanh vân vân á thì nó sẽ nghĩ rằng đó là một tai nạn thì nó sẽ gửi đi cái tín hiệu là chiếc xe bị tai nạn thì nhờ cái tín hiệu của cái chiếc iPhone này 14 bốn loại mới nhất đó cảnh sát đã định vị được và cũng như vào thời điểm xảy ra tai nạn. Đúng 2 giờ 15 phút sáng luôn. Wow. Bởi vì lúc mà cái tín hiệu của chiếc iPhone 14 này báo là là vào thời điểm chiếc iPhone đã văng ra khỏi khi mà chiếc xe này ủi vào cái gốc cây như quý vị nhìn thấy. Đến sáng ngày hôm nay thì cảnh sát cho biết tất cả 6 người thanh niên tuổi từ 21 tới 24 trong chiếc xe chết hết. Trời. Chiếc xe Accord mà quý vị biết loại accord cũng không phải là cứng gì mà chạy với tất tốc độ cao mà ủi một cách bất ngờ như vậy vào giữa đêm dạng sáng, điều đó có nghĩa là có alcohol involved. cả sáu người đều là sinh viên hết tất cả và đến ngày hôm nay cảnh sát cho biết họ đang tiến trình giảo nghiệm tử thi và như quý vị nhìn thấy đó, xe mà cứu thương, xe cứu hỏa tới nơi đó, họ phải cưa rồi họ mới lấy cái cơ thể của cơ phận của những cái người này ra từng phần một bởi vì họ nói những cái cảnh sát ở tại đó họ nói trong cuộc đời mấy chục năm làm việc chưa bao giờ họ thấy một cái cảnh tai nạn nó khủng khiếp như thế chiếc xe không còn nhận dạng được nữa chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi